ma túy luôn hả? Chắc là đi hàng. Dạ, biết không? Dạ, biết. Lời sắp tới luôn đi. Quay sao mà em thấy nè. Em biết đâu luôn. Em nhậu của bạn bè. Bạn tài. Đây đây. Chịu phát xe đâu? Dạ chịu phát xe này nè xúi dục đi nhậu, đi làm cuối tuần về á, mình đi nhậu karaoke bạn bè. Vậy cái lần chơi gần đây nhất là vào ngày hôm nào ạ? Kia. Anh có biết là mình sử dụng ma túy trong lúc đó không? Biết, như bạn bè rủ rê rồi mình nhậu vô rồi mình không có làm ham vui, nói chung là ham vui với bạn bè vậy. Tại sao sử dụng rồi mà vẫn lái xe ạ? Dạ hồi đó em chỉ bình thường à, chỉ nhậu hút bình thường thôi chứ em cũng không biết là nó nguy hiểm gì. Em cũng chưa nghĩ là nó tới mức độ nó nào thôi. Trước giờ thì anh có đọc các thông tin những vụ tài xế container có chất ma túy lái xe gây tai nạn chưa anh? Dạ khó có. Ở đây là người mình em chơi thôi, có phụ xe nó chơi không? Không, phụ xe nó là mới vào học nghề được 2-3 ngày nè. Dạ, mới đi theo em được 2-3 ngày đi học nghề. Tối qua mình chơi thôi, xe sáng thấy thêm hay là mình chơi mấy ngày à? Dạ. Tối qua mình chơi hay là chơi lâu như thế? Đúng kia à. Là mình tự mua thuốc thôi, mình chơi hay là sao? Có, kiểu như là em đi nhậu rồi cho tình bạn bè, mấy đứa bạn lâu dẫn với bạn bè đó, bạn này quen bạn kia rồi đó, nhậu cái mới đi vô quán karaoke rồi đó, mấy đứa móc ra hút mấy điếu thuốc á, em đâu biết. Thuốc hay là thuốc lá? Như thuốc lá có nhiều hình dạng á, cũng như mình vui chơi không biết nhận thức này. Biết lái xe như vậy chơi nó nguy hiểm sao lại chơi đó? Lúc đó em cũng có rượu bia trong người nữa, ham vui nữa, đua đòi ham vui. Em chạy công tơ được mấy năm rồi ạ? Dạ em mới thi bằng lái, em mới nhận chị ơi, hồi trước kia đi lơ. Nhận bằng được bao lâu anh? Dạ mới thi trong Tết à, mới lên mới chạy xe rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 91. Nói chung là công việc của các anh làm thì mình cũng tuân theo thôi, vì công việc các anh mà, còn bây giờ mình hàng hóa thì cũng vội vàng gấp gáp thật, nhưng mà vì các anh kiểm tra thì cũng phải tuân thủ thôi. Vì sao mình thế là tốt, nói chung là theo các anh làm thì mình cứ thế tuân thủ theo quy định các anh thôi. Là tài xế lái container thế này anh nghĩ thế nào, nhưng mà có
có vài tài xế sử dụng nói chung là cái này thì em cũng không đồng tình lắm vì cái này là nguy hiểm quá, nhiều khi em cũng gặp trường hợp đó nhưng mà nhiều khi tai nạn ra đường nhiều quá mà cũng canh kiểm tra thì mới biết được chứ bình thường thì cũng tài xế với nhau cũng không ai biết được cái điều đó ai dùng hay ai không dùng cho nên mấy anh làm này thì mình mới biết được là anh kiểm tra vậy là tốt để an toàn cho mọi người trong lưu kia đường thôi. Hoàng Anh Thắng âm tính qua ký tên. Hoàng Anh Thắng đâu em lấy nước tiểu của mình bỏ xuống em. Để nhẹ thôi nha. Để nhẹ rồi. Hoàng Anh Thắng nè. Âm tính qua ký tên nha. Rồi kết quả nha. Phạm Duy Khánh âm tính. Rồi qua ký tên luôn anh đây. Phạm Duy Khánh âm tính nha. Rồi âm đúng không? Nguyễn Thành Tâm đây. Để lấy nước tiểu đi anh. Ký tên nha, đẹp âm tính. Rồi qua ký tên lại đâu lấy nước tiểu anh đi. Rồi để nhẹ rồi em. Rồi anh định lại cũng là quốc quả âm tính nha. Qua ký tên đi anh. Ký tên. Anh tên ra anh Thành đâu à? Cái này phải của anh không? Tên đi anh. Ký tên rồi.